Trong những ngày nắng nóng, cơ thể người ra nhiều mồ hôi, mất nước, nên chúng ta rất cần bổ sung những thức ăn chứa nhiều nước, thanh mát, có tác dụng giải nhiệt, bù nước cho cơ thể. Đặc biệt, các loại hoa quả thanh mát sẽ là lựa chọn của những bà nội trợ. Bên cạnh việc dùng để ăn tráng miệng sau bữa cơm, ăn vui khi ngồi chơi cùng bạn bè, hoa quả còn được nhiều chị em lựa chọn làm thực phẩm để nấu cháo, tạo sự bắt mắt và lạ miệng cho người dùng. Những viên hoa quả nhỏ hình hạt lựu trong cháo sẽ là tâm điểm thu hút trẻ nhỏ. Thay vì ngày nào cũng phải ăn cơm, chúng ta có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình ngày cuối tuần bằng món cháo hoa quả, vừa đẹp mắt, vừa thanh mát giải nhiệt cho những ngày nắng nóng, oi bức. Xin chào khán giả chương trình Ngon và Lành kênh VTC14. Tôi là Hiền đến từ quán Chè Mẹ Nghé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với khán giả một món mới gọi là món cháo hoa quả. Thực chất món cháo hoa quả này đó là món chè hoa quả được chế biến từ các loại hoa quả tùy theo khẩu vị của người ăn. Ví dụ như thanh long, dưa chuột, dưa hấu, táo, xoài và có gạo nếp, gạo tẻ, đường phèn và một chút nước. Cách nấu của món cháo hoa quả này thì cũng rất là đơn giản. Nguyên liệu cần chuẩn bị thì các bạn có thể chuẩn bị, đây là tôi chuẩn bị khẩu phần cho 4 người ăn, thì bao gồm lưng bát con gạo nếp, lưng bát con gạo tẻ. Tỷ lệ gạo nếp và gạo tẻ thì có thể tùy theo khẩu vị của người ăn. Nếu như bạn thích sánh hơn thì có thể là dùng nhiều gạo nếp hơn, còn nếu muốn thanh mát hơn thì có thể dùng nhiều gạo tẻ hơn. Và một chút đường phèn với 2 lít nước. Quy trình làm của món cháo hoa quả này thì trước tiên muốn nấu món cháo hoa quả này thì các bạn sẽ vo gạo lếp và vo gạo tẻ. Vo trước nấu 30 phút. Bây giờ tôi sẽ vo gạo lếp và gạo tẻ. Các bạn cho vào nước, sau đó thì vo sạch, rửa hết chấu với cả sạn ra ngoài. Sau đó để ráo gạo. Các bạn vo gạo thì lưu ý là không bóp hạt gạo quá mạnh thì nó sẽ mất những cái chất dinh dưỡng bao quanh hạt gạo. Chúng ta vo sạch, sau đó thì sẽ để ráo gạo 30 phút trước khi nấu. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu quy trình nấu món cháo hoa quả. Trước tiên thì chúng ta sẽ cho gạo sau khi đã vo và vo và ngâm nửa tiếng thì chúng ta sẽ cho vào nồi. Sau đó mình sẽ cho tiếp theo là cho 2 lít nước, tương đương với 5 đến 7 bát con nước. Sau đó mình đun lên. Mình sẽ đun gạo trong vòng khoảng tầm 20 đến 25 phút để cho gạo chín nhừ. Trong quá trình đun gạo thì nếu như mình muốn ăn hạt gạo sánh nhuyễn thì mình sẽ khuấy, sau khi hạ gạo sôi thì sẽ khuấy gạo. Khuấy đều tay và khuấy nhiều lần thì hạt gạo sẽ sánh nhuyễn. Còn nếu như bạn muốn ăn hạt gạo, nguyên hạt gạo và thanh mát trong nước cháo thì mình sẽ không khuấy mà mình sẽ để nguyên hạt gạo như thế, đun nhỏ lửa trong vòng 20-25 phút thì cháo sẽ chín. Trong lúc chờ cháo chín thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu hoa quả để cho món cháo hoa quả. Nguyên liệu để mình chuẩn bị hoa quả thì bao gồm, ở đây tôi có chuẩn bị là một quả dưa chuột, một quả táo, một quả dưa hấu, một quả thanh long và một quả xoài. Cái hoa quả mà cho vào món cháo hoa quả này thì tùy khẩu vị của người dùng. Bạn thích hoa quả gì thì bạn có thể sử dụng hoa quả đó để thêm vào món cháo hoa quả. Những hoa quả này thì mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Thì dưa chuột các bạn sẽ cắt hạt lựu nhỏ để cho vào món hoa quả. Mình sẽ cắt nhỏ hình vuông hạt lựu. Nếu như bạn không thích ăn ruột của quả dưa chuột vì nó hơi chua thì bạn có thể bỏ ruột.
Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đến táo. Táo thì các bạn phải gọt vỏ, sau đó thì sắt hạt lựu. Đến hôm nay đến loại táo thì chúng ta cũng gọt vỏ, bổ ra, sau đó mình sẽ gọt sạch vỏ và cũng sắt hạt lựu như đối với cả dưa chuột. Sau khi mình thái táo xong thì mình sẽ chuẩn bị đến món thanh long, đến quả thanh long. Thanh long các bạn sẽ gọt cái bỏ phần cuống lên. Để bổ thanh long ra và sắt hạt lựu miếng vuông như đối với cả dưa chuột và táo. Để riêng ra một chỗ đối với thanh long. Dưa hấu. Mình sẽ sắt hạt lựu với dưa hấu. Mình sẽ sắt hạt lựu với dưa hấu, cũng sắt miếng vuông như vậy. Để riêng vào một phần. Món cháo hoa quả này thì hoa quả thì tùy theo khẩu vị của các bạn có thể thêm một ít xoài. Thì mình cũng sắt hạt lựu xoài như vậy thì sẽ cho vào món hoa quả thì nó sẽ thơm hơn. Với xoài thì mình cũng sẽ cắt ra, sau đó thì bỏ vỏ và cũng sắt hạt lựu giống như các loại hoa quả trước. Sau khi các bạn đã sơ chế xong hoa quả thì chúng mình sẽ kiểm tra lại xem mà cháo đã chín chưa nhé. Cháo bây giờ đã bắt đầu lở rồi đấy ạ. Thì thời điểm này các bạn sẽ cho, nếu bạn thích ăn ngọt thì bạn sẽ cho thêm đường phèn vào. Và cái lượng đường phèn này nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái sở thích của bạn, thích ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Còn nếu như các bạn không thích ăn ngọt thì có thể không bỏ đường phèn cũng được ạ. Đây tôi sẽ cho một ít đường phèn vào nhé. Sau khi các bạn cho đường phèn vào trong cháo xong thì các bạn sẽ đậy vung lại khoảng tầm 5 phút để cho đường tan và chờ cho cháo chín nhừ. Sau khi cháo chín nhừ thì các bạn sẽ múc ra bát để cho nguội tự nhiên. Nếu như lúc này các bạn cho đá vào để cho cháo nhanh nguội thì cháo sẽ rất nhanh bị vữa. Vì vậy mình sẽ tốt nhất là mình sẽ để cháo nguội tự nhiên. Sau đó khi ăn thì các bạn sẽ cho hoa quả vào ăn cùng. Bây giờ thì cháo đã chín nhừ rồi ạ. Thì sau đây tôi sẽ múc cháo ra bát. Và các bạn lưu ý là với món cháo hoa quả này thì mình sẽ không cho cháo hoa quả
vào cháo trong quá trình nấu nhé. Nếu như các bạn mà cho hoa quả vào cùng với cả cháo trong quá trình nấu thì nhiệt độ trong cháo rất là nóng thì sẽ làm hoa quả của mình không ngon và nó sẽ bị nát hết ạ. Sau khi các bạn múc cháo ra, các bạn sẽ cho hoa quả vào. Và lượng hoa quả nhiều hay ít là tùy theo khẩu vị của từng người nhé. Thì các bạn sẽ cho lần lượt từng loại hoa quả vào trong bát. Thưa quý vị các bạn, tôi đã hoàn thành xong món cháo hoa quả. Món cháo hoa quả này được nấu từ các nguyên liệu từ hoa quả và cháo. Thế nên là rất có tác dụng rất tốt cho mùa hè, đặc biệt là những mùa nóng bức, những ngày oi ả nóng bức thì sẽ có tác dụng thanh nhiệt cơ thể rất tốt. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ biếng ăn thì cái món cháo hoa quả với màu sắc bắt mắt này sẽ giúp cho bạn trẻ thèm ăn hơn và sẽ ăn tốt hơn. Chúc các bạn sẽ thành công với món cháo hoa quả. Chị để nấu được một món cháo hoa quả ngon và thành phẩm đạt yêu cầu thì trong quá trình chọn nguyên liệu cũng rất phải lưu ý. Nhất là gạo là mình phải chọn gạo mới và loại gạo ngon, nó mới thơm. Hai là hoa quả, mình cũng phải chọn những loại hoa quả tươi, không bị lẫu, không có thâm, không có dập. Đó, thì khi nấu lên món cháo hoa quả nó sẽ là rất là thơm và ngon. Và lưu ý, một cái lưu ý đặc biệt là trong quá trình nấu món cháo hoa quả thì là cái hoa quả là mình không có cho vào nấu cùng. Đấy, trong quá trình sau khi mình nấu xong cháo thì khi mình ăn thì mình bắt đầu mới mix hoa quả cùng với cả cháo. Cháo là món ăn rất quen thuộc với mỗi chúng ta, nhưng cháo hoa quả lại là một món ăn khá lạ vì trên thực tế hoa quả ít được dùng làm thực phẩm để đun nấu. Chỉ cần một chút biến tấu trong chế biến, các bà nội trợ sẽ có một bát cháo hoa quả đẹp mắt, rất thú vị đối với trẻ em, đặc biệt những em bé lười ăn. Vị ngọt tự nhiên và nhẹ nhàng từ hoa quả cùng đường phèn sẽ khiến cho bát cháo hoa quả của bạn giống như một bát chè ngọc thực, vừa lạ miệng lại vừa có tác dụng thanh mát, giải nhiệt cho những người thân trong gia đình mình vào những ngày nắng nóng.